Hello và chào mừng mọi người đến với tập tiếp theo của Seji Nhật Ký Sinh Tồn. Tiếp tục với công cuộc sinh tồn ở tập trước thì ở tập này mình đã vác được con cano lên đảo giờ và hiện tại đang đập nát cái đảo này ra. Hiện tại thì đang hoàn thành nhiệm vụ cano trước. Ở tập sau thì đáp ứng nhu cầu của một bạn bình luận dưới kênh mình sẽ vác đồ đi xích con mình yêu thích nhất. Ngủ một cây trời sáng đi săn cho dễ. Đối với nhiệm vụ cano thì với đống đồ này của mình quá đủ để đi một mình để săn tụi nó rồi. Cờ mà còn thú thì cứ cưỡi thôi cho an toàn. Tiếp tục săn cano, tàn sát từng con một. Hiện tại thì còn một con TZ nữa nhưng chưa có yên cưỡi lên, không thể đem nó ra chiến trường bây giờ được. Trong quá trình săn cano mình đã làm điều cực kỳ ngáo. Và đây, tôi cho mọi người xem cái ngáo của mình. Không hiểu sao lúc đó nghĩ gì lại lao ra solo với mấy con sứa. Nói solo thì không đúng lắm bởi tụi nó có 3 con lận. Khi này thì quên miệng nó mất là mấy con này giật điện sẽ bị rớt thú. Thế là cưỡi cano lao vào combat với tụi nó. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Con cano bị nó giật cho ngỏm củ tỏi luôn. Mã chưa nói nó cay thì thôi rồi luôn. Hên ở tập trước con thuần hóa được con TZ. Thế là mất một cái X10. Tuy nhiên điều này không cản bước được mình. Với sự tự tin có thừa thì tiếp tục tàn sát gia đình cano với thanh thánh kiếm Celo bớt nào. Từng con một ngã xuống dưới thanh Celo bớt. Tập này là nhuộm máu cano cờ mờ nờ giờ luôn. Hoàn thành nhiệm vụ cano sẽ nhận được 750 kinh nghiệm. Để tối đa mọi thứ mình nhận được thì cần thêm nhân đôi kinh nghiệm, vậy lên tổng sẽ là 1.500 đủ để lên thêm một level. Tuy rằng không quá nhiều nhưng vậy lên được lá quá xịn rồi. Kèm theo đó sẽ được bonus thêm một cái giả lập hay cái mẹ gì đó của con cano. Khi cho cục này vào trong bệ đặt cổ vật thì nó chiếu lên khá là đẹp. Tiếp tục thì giờ cần làm cái nền nhà để có chỗ phát triển sự nghiệp, đặt lò lung giường các thứ. Ưu tiên hơn hết là cái lò lung để có thể nâng lên đồ sắt thì không thể thiếu cái này được. Còn ai yêu thích thời tiền sử, thích chơi đồ cổ thì không cần đến cái lò này đâu. Hầu hết mà không phải hầu hết, theo mình thì chắc chắn là tất cả người chơi AZK đều dùng đến cái lò này trừ mấy ông admin ra. Set up cái tủ, cái bếp nướng thịt, tiếp tục chặt gỗ. Bỏ gỗ vào lò, rồi sau đó thay vì đi đập đá thì lần này đã lên một tầm cao mới đó đập meta, chuẩn bị cho công cuộc lên thời kỳ đồ sắt. Muốn farm meta không tốn nhiều thời gian thì nên bỏ một chút thời gian để tìm một con đại bàng level cao chút. Ở trong video này vì là chế độ dễ lên là đại bàng level khoảng trên 20 là cao lắm rồi. Để dễ dàng tìm kiếm bọn này thì cứ qua đảo ăn thịt thôi. Cực kỳ nhiều đại bàng tha hồ lựa chọn. Cả cái đảo to như này không lẽ không có một con đại bàng nào đủ tiêu chuẩn. Sau một hồi tìm kiếm tụt CU thì cũng đã nhắm được một bé mọng nước rồi. Như mọi khi thôi, chế độ dễ lên không có cần bẫy làm gì cho cực. Cứ hit and run là được rồi. Trừ con Gigan ra còn mấy con thú bình thường như này thì khỏi đi. Mà cha con giáp tơ cắn bẩn thật đấy. Tiếp tục bắn con đại bàng nào. Level này mình ước lượng khoảng 10 tên có lẽ là đủ làm nó xỉu rồi. Như bao con thú bay khác bị bắn vô đầu topo cũng lên nhiều hơn, xỉu nhanh hơn, con đại bàng này cũng không phải ngoại lệ, nếu được thì cứ đầu nó mà lã cung tên vô thôi, nhồi X10 và thịt đùi một cái là xong luôn rồi, quá nhanh luôn, giờ là lúc cắm mặt vào đập meta. Bỏ vô lò nung rồi lại đi đập tiếp, đập nhiều đến mức sắp bị ngáo mẹ luôn rồi, đập đập đập. Về nhà chế tạo cái sờ Mithy, sau đó sẽ bắt đầu với nhiệm vụ xây nhà kim loại. À mà mọi người muốn mình làm video dài hơn nhưng thật sự thì mình cũng cố lắm rồi đo mà không hiểu sao cắt hết phần không cần thiết đi với tua một nhanh một chút thì từ một tiếng nó xuống còn có 5 phút. Mà cũng phải công nhận mình rút gọn video đỉnh vờ lờ. Ố xỉ kê thì rất xin lỗi mọi người vì không thể làm video dài hơn. Giờ thì cũng kết thúc video thôi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau có thể dài hơn.